Dạ, xin chào tất cả các anh cần thủ nha. Và đây là video 1131 của shop em ạ. Hôm nay thì nhà em về cần câu tay nha các anh. Rất là nhiều mẫu cần câu tay cho các anh. Có cần rút với lại cả cần đắp hút. Và có một cây hàng full hợp nha các anh. Cây này hàng sắp tay full hợp, chưa qua sử dụng luôn nha. Hàng chưa qua sử dụng cho mình, hàng vẫn còn hợp đầy đủ nè. Các anh có thể vừa câu vừa sưu tầm trưng bày, hoặc là mình đem làm quà tặng rất là phù hợp luôn nha các anh. Cực kỳ phù hợp ạ. Và ở đầu video thì có cần câu vít này, cần vít cắm gốc với lại cần ngâm lăng xê, và cần câu lu cá lóc cá chẽm nha các anh, em sẽ lên ở đầu video. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship đối với mỗi đơn cần là 40.000 một đơn. Các đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em có ghi ở bên góc trái màn hình 0933111365 nha các anh. Và đầu video thì có hai mẫu phụ kiện gửi đến các anh nha. Đầu tiên là một cái cuộn cước của Dawa, là cước 2.5 nha các anh. Cước Dawa size 2.5, đường kính dây của nó sẽ là 0.26mm ạ. Đường kính dây 0.26mm. Một cuộn như này được 500m dây nha các anh. Một cuộn như này được tới tận 500m dây cho mình. Đấy, cước của Dawa nha, Dawa 2.5, một cuộn 500m. Và cuộn này để canh giá tri ân nha, 130.000, 130.000 cuộn này nha các anh. Chỉ 130.000 thôi, một cuộn 500m mã A ạ. Và tiếp theo mã B, mã B sẽ là cước Dawa size số 3 nha các anh, đè size 3 chấm. Đường kính dây của nó là 0.28mm và cuộn này cũng là 500m dây một cuộn luôn. Một cuộn 500m dây nha các anh, các anh xem này. Cái sợi cước này thì khách em đã câu thực tế và phản hồi báo cá rất là nhiều nha các anh. Nó có độ dai, độ đàn hồi tốt này. Và đặc biệt là không có xoắn dây. Sợi cước chất lượng tốt nha các anh, không có bị xoắn dây cho mình. Size số 3, một cuộn là 500m dây, đường kính là 0.28mm ạ. Và cuộn này cũng đồng giá cho các anh luôn nha. Hai size đồng giá cho mình 130.000, hai size đồng giá 130.000 một cuộn. Cước xuất xứ Nhật Bản nha các anh, hàng nội địa Nhật mã B, đồng giá 130.000 ạ. Và tiếp theo bây giờ em sẽ lên cần câu nha. Đầu tiên có một cây cần câu vít cắm gốc, chiều dài của cây này nó là 1m98 nha các anh. 1m98. Vít mát thì được 60 cho đến 120g, còn mát power cây này được 11 kg ạ. Dây bi thì tải từ dây số 2 cho đến dây số 4 nha các anh. Phần tay cầm cán mút này. Cán là cán cái phần cán mút cả ở trên cả ở dưới luôn nha các anh. Còn đây là cái phần bát máy, bát hãng, bát chính hãng luôn nha. Khoen cũng là dạng khoen hãng, khoen hai chân này. Mới keng, đẹp 90-95%, không lỗi lầm nha các anh. Không có lỗi lầm gì hết, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Cần không lỗi lầm. 1m98 ạ, đọt cực kỳ dẻo dai luôn các anh. Dẻo dai, chịu lực tốt, đàn hồi tốt ạ. Đọt cây này nó là đọt 2 ly nha. Đọt cần đọt 2 ly. Cần câu vít cắm gốc 1m98. Phần vít thì nó không có độ cứng này, em sẽ cong cái phần ngọn này cho các anh xem nha. Ngọn rất là dai, chịu lực tốt nè. Và trọng lượng của cái này là 150g nha các anh, 150g. Và cần câu mã số 1, cần mã số 1 giá 450.000, cần câu mã số 1 giá 450.000 ạ. Tiếp theo là mã số 2, số 2 sẽ là một cây cần 2 khúc 2m1 nha các anh. Green Dragon, chiều dài là 2m1, độ cứng 80. Thông số tại dây bi max là dây số 6 nha các anh, dây số 6, 2m1, độ cứng 80 này. Dạng khoen thì sử dụng toàn bộ là khoen hãng, dạng khoen nòng súng như này. Cái này đọt của nó rất là to nha các anh, đọt tới 3 ly 5 luôn. Nè, các anh tải mồi ngâm lăng xê thoải mái. Tải mồi ngâm lăng xê thoải mái nha. Bác sử dụng dạng bát hãng, bát vặn. Còn cái phần tay cầm của nó là cán mút nha các anh. Tay cầm sẽ là dạng cán mút. Đây là khoen được canh buộc dây bảo hiểm này. Carbon xoắn toàn thân, xoắn cả gốc cả ngọn luôn. Bên cái phần gốc này nó xoắn caro nha các anh. Xoắn caro bên phần gốc này rất là đẹp. Dài 2m1, độ cứng 80 ạ. 2m1 cứng 80. Đọt rất là to nha các anh. Cây này các anh tải mồi 80-100 hoặc 120g thoải mái vô tư nha. Tải mồi ngâm lan xê. Đọt nó to lắm, nó chịu lực cực kỳ tốt luôn. Với lại dòng carbon cao cấp là nó vừa cứng mà vừa nhẹ nha các anh. 2m1 vỏn vẹn 170g. Và cây này có mã số 2. Mã cần câu số 2 giá là 350.000. Còn câu mã số 2 có giá là 350.000 ạ. Tiếp theo mã số 3 thì lên cho các anh một mẫu cần lu rê cá lóc cá chẽm hoặc canh câu leo sột này, tùy địa hình của mình câu nha. Tùy địa hình câu. Cái này là dòng Yamaga Plan nha các anh, chiều dài 2m7, độ cứng MH ạ. Phần
Vôi thì sử dụng là carbon xoắn, xoắn ít xoắn hay da toàn thân. Khuyên là khuyên Fuji loại xứ xích nha các. Khuyên Fuji loại xứ xích chân gold. Dạ, khuyên hai chân như này. Cần 2,7 độ cứng mH nha các. Và đo của cây này là 1.9 ly. Đo 1.9 ly. Trọng lượng sẽ là 148 gram nha các. Cần cứng cáp chắc chắn nhưng mà rất là nhẹ nha, chỉ có 148 gram thôi. Và đặc biệt cây này phôi nó là phôi Nhật luôn nha các, made in Japan luôn, Yamaga Printech này. Bát thì sử dụng là dạng bát Fuji, bát vặn như này. Bát Fuji bát vặn. Và cái phần cán tay cầm á, nó là cán liền nha các, cán liền cán dài như này C4 cộng nha, cán carbon. Carbon mono này, C4 cộng. Cán liền dài như này. 2,7 mH. Thông số cái này rất là tuyệt nha các, với lại phôi nó cũng rất là chất lượng cho mình luôn. Và mã cần câu số 3 ạ. Mã cần số 3 2,7 này có giá là 1.450.000. Cần câu mã số 3 có giá là 1.450.000 ạ. Tiếp theo mã số 4. Số 4 thì em có hai cái phần gốc này để tên là có thể mình độ chế làm mà cán vợt hoặc là gác cần tùy ý các anh nhé. Cán vợt hoặc là gác cần tùy ý các anh. Chiều dài của nó là 1,70 m nha các. Chiều dài 1,70 m. Cái này nó có cả nút bịt đầu nè các. Phôi thì là phôi carbon, còn màu sơn giả chút cho mình ạ. Phôi carbon, màu sơn giả chút. Chiều dài không, cây này nó tới 1,8 m nha các. 1,8 m, 1,85 m cây này luôn nha. 1,8 m, 1,85 m. Cái phần tay cầm thì được quấn dây mây nè các. Và đặc biệt cái hàng này á, là hàng dạng cũng nghệ nhân, dạng như các anh câu Hera, câu cần tay, câu dạng Hera thì mình sưu tầm. Vì các anh muốn muốn dùng để mà mình gác cần á, thì mình gắn cái đầu gác cần vào, mình gắn cái đầu gác cần vào nha. Còn nếu mà muốn làm cán vợt á, thì mình làm cái ren để vặn ốc gắn vào cán vợt là được nha các anh. Này là tùy mục đích sử dụng của các anh nha. Hàng sưu tầm ạ, hàng vừa câu vừa sưu tầm. Và trọng lượng của cây này, trọng lượng của cây này là 95 gram. Và mã số 4 ạ. Mã số 4 có giá là 480.000, 480.000 mã số 4 nha các, có giá là 480.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 5. Số 5 thì có một cây gốc nha các, một cây gốc. Thì cái này thì có chiều dài là 1,15 m nha các. Chiều dài là 1,15 m. Để mà các xem, cái gốc này là gốc trúc nha. Gốc này là gốc trúc. Mà các xem 1,15 m cho mình ạ. Mà các xem phô bên trong nha, đa phô trúc, phô trúc cho các anh. Và cái phần đầu này là quấn dây mây nè, phần đầu quấn dây mây. Chiều dài là 1,15 m. Và trọng lượng của cây này nó là 158 gram nha các, 158 gram. Cái phần tay cầm đây, cái này nó cũng dạng nghệ nhân luôn các, nghệ nhân luôn. Các muốn dùng gác cần hay là để mà mình làm cán vợt gốc thì tùy ý các nha. Cái cần cán vợt tùy ý các anh ạ. Và mã số 5. Mã số 5 cây này sẽ có giá là 500.000 nha các. Mã số 5 có giá là 500.000. Cái này là cây gốc nha. Mã số 5 500.000. Và tiếp theo là mã số 6 ạ. Số 6 là một cây cần tay đắp khúc nha các. Một cây cần câu tay đắp khúc. Và phôi của cây này nó sẽ là phôi carbon ạ. Cần câu tay carbon đắp khúc. Mình mời các xem này. Nó có tổng cộng là 3 lóng nha. Ra lóng, cái này của Sakura nè các. Sakura chiều dài 2,7 m. Có nắp chụp và có túi kèm đầy đủ luôn. Phôi carbon riêng nguyên bản nha các, không lỗi lầm, không hao hụt. Độ cứng của cây này thì nó từ 3.5 cho đến 4H ạ. 3.5 đến 4H. Chiều dài 2,1 m nha. Và cái phần tay cầm này thì sẽ được quấn chỉ ạ. Tay cầm quấn chỉ. Và đo 0.9 ly, trọng lượng là 62 gram nha các. Đo 0.9, trọng lượng 62 gram. Độ cứng 3.5 đến 4H, đọt nảy đều toàn thân nha. Và còn câu mã số 6, cây này có mã số 6 giá là 380.000 và 2,1 m nha các. Mã cần câu số 6 có giá là 380.000 ạ. Và tiếp theo mã số 7. Số 7 là một cây cần tay trúc nha các. Đây là một cây cần tay trúc đắp khúc, phô của nó toàn bộ là trúc hết luôn nha. Cần sẽ có 6 lóng tất cả. Để mời các xem, 6 lóng tất cả nha. Tất cả các lóng này đều là trúc hết. Dạng nghệ nhân nha các, dạng trúc nghệ nhân. Vừa câu vừa sưu tầm này, dạng trúc nghệ nhân cho mình, 6 lóng nha các. Và chiều dài của nó sẽ là 3,2 m nha các.
chiều dài còn 3m2. Tất cả các lóng đều là chút hết nha, kể cả phần ngọn này cũng là ngọn chút cho mình luôn ạ. Và ngọn cần thêm đo được là 0.9 ly nha các, 0.9 ly. Cây này là hàng nghệ nhân cho nên là cái thông số nó sẽ không có theo tiêu chuẩn của hãng đâu nha các. Chiều dài thực em đo được là 3m2 ạ. Tất cả các lóng đều là lóng zin theo cần hết, cả phần ngọn này luôn nha các. Ngọn này cũng là ngọn zin này, ngọn zin. Anh nào lấy thì em quấn cái dây dù vào cho các anh nha, quấn thêm dây dù cho mình. 3m2, trọng lượng vỏn vẹn 95g, vừa câu vừa sưu tầm ạ. Và mã số 7, mã số 7 giá của cây này là 500.000, mã cần câu số 7 giá cần là 500.000 ạ. Tiếp theo mã số 8, một cây cần câu tay hãng Suyumi nha các. Cần câu tay Suyumi và cây này có chiều dài là 2m4, dạng cần rắp khúc nha. Cần câu 2m4 rắp khúc. Em mở ra xem. Cần rắp khúc thì nó sẽ có 4 lóng tất cả nha các. Cần có 4 lóng tất cả. Và cái đầu này á thì nó chỉ là quấn lại cái dây khác thôi các, chứ đầu với lại cái phần ngọn này á vẫn là ngọn zin theo cần. Vẫn là ngọn zin theo cần cho mình nha. Em mở ra xem Suyumi dài 2m4. Và cái phần cán tay cầm này thì được bo chỉ nha các. Cán tay cầm được bo chỉ và có một cái nút cao su này. Tất cả 4 lóng đều là carbon hết, riêng hai cái lóng góc bên ngoài thì nó sẽ có cái màu giả trúc, còn hai lóng bên trong thì màu nước sơn là màu đen trơn nha các. Đen trơn. Và cây Suyumi rắp khúc này 2m4, đo 0.9, trọng lượng 45g và cần câu mã số 8 nha. Mã cần câu số 8, giá cần sẽ là 550.000, cần câu mã số 8 giá 550. Suyumi 2m4 ạ. Và tiếp theo số 9, số 9 cũng là một cây rắp khúc luôn các. Một cây cần tay rắp khúc, cây này phô của nó là carbon ạ. Phô carbon. Và cây này thì như là bên Nhật họ dùng xong các. Trong quá trình sử dụng họ quấn thêm cái chỉ này. Chỉ này nhờ chỉ quấn thêm chứ không phải chỉ zin của cần nha các. Quấn thêm từ đầu ngọn này. Đấy, mở ra xem nhau, quấn từ đầu ngọn cho đến phần phía dưới này để tăng cái độ chịu lực khi mà canh dòng cá hoặc là mình đóng cá, nó sẽ tăng cái độ chịu lực, cái độ dễ dai của cái phần ngọn. Đấy, nó sẽ chịu lực và có độ đàn hồi tốt hơn nha các. Và cái này thì nó bị mờ thông số theo 5 tháng rồi nên là bây giờ em sẽ đo cái chiều dài thực nha. Em sẽ đo chiều dài thực. Thì chiều dài thực của cây này nó là 2m4 nha các. Chiều dài còn 2m4, đọt rất là nảy luôn, 3.5 đến 4h. Những cây này thì các anh cứ yên tâm, không có lo là bị mềm hay bị võng đâu nha. 2m4, 3.5 đến 4h. Đo 1.3 ly, trọng lượng là 50g ạ. 50g và cần câu mã số 9 nha các. Mã cần số 9, cây này sẽ có giá là 630.000. Cần câu mã số 9 có giá là 630.000 ạ. Và tiếp theo mã số 10. Số 10 thì cũng về được một cây rắp khúc của Dawa luôn các. Còn rắp khúc Japan. Rắp khúc Japan nha. Nó điên Japan này. Chiều dài cần là 2m7. Chiều dài 2m7. Này mà ra xem. 3 lóng nha. 3 lóng cho mình. 3 lóng tất cả. Còn rắp khúc nha các. Cái này thì theo 5 tháng chinh chiến cũng khá là nhiều nha. Chinh chiến cái này rất là nhiều luôn. Chứ là lên không ít cá đâu các. Về thì cái này về em vệ sinh á. Cái lóng bên ngoài này cũng nó dính rất là nhiều vảy cá luôn. Cái này chinh chiến khá nhiều. 2m7, đọt là không, đọt là 1.5 ly, trọng lượng 45g. Vừa nhẹ, đọt to lại cứng cá chắc chắn nha các. Độ cứng khi mà ráp vào á, thì nó khoảng tầm là độ cứng ráp vào khoảng tầm là 4 đến 5h, đọt to. Các anh xem đây, đọt 1 ly 5. Trọng lượng 45g, nhẹ tên nha. Cần tay ráp khúc 2m7 nội địa Nhật. Hãy đi Japan. Và mã cần số 10 nha các. Mã số 10 cây này có giá là 850.000. Mã cần câu số 10, trôi chép hòa rô phi, cá giết canh câu đều ok hết nha. Và tiếp theo là số 11 đây ạ. 11 thì cũng có một cây rắp khúc luôn nha các. Một cây cần câu tay rắp khúc. Cây này phô của nó phô carbon. Màu nước sơn thì hai cái lóng góc bên ngoài là giả trúc này, còn hai lóng bên trong là màu đen trơn nha. Cái lóng bên trong màu đen trơn. Và cái này chiều dài em đo được là 3m nha các anh. Chiều dài 3m, phô là carbon. Hai lóng bên này là giả trúc nha. Đờ phô carbon hết, hai lóng này giả trúc và hai lóng này là sơn đen trơn nha các anh. Và em đã ráp cần vào rồi nha. Độ cứng thực tế 4h cho các anh. Cứng đều toàn thân, đọt to, đọt 1.3 ly, còn trọng lượng 58g. Mấy cái này nó cực kỳ nhẹ luôn nha các anh. Nhẹ vô cùng luôn, 3m mà chịu vỏn vẹn 58g thôi. Hai lóng này thì giả trúc, giả cái màu trúc này cũng đẹp nè các anh, làm những cái mắt trúc nhìn rất là thật luôn nha.
Và mã cần câu số 11. Mã 11 cây này có giá là, mã 11 cần có giá 730.000 cần si nha các Shimano. Mã cần 11 có giá là 730.000 ạ. Tiếp theo số 12 là một cây cần câu tay Ryobi. Cần Ryobi đắp khúc 3m nha các. Ryobi đắp khúc 3m, cánh tay cầm được quấn chỉ nè. Quấn chỉ cánh tay cầm. Đọt của cái này là 1 ly 6, trọng lượng 51g. Hai lóng bên ngoài này là 90% rồi nè các. Còn lóng bên trong thì cái này nó là dạng đắp khúc, nó lóng dài cho nên là chỉ có 3 lóng thôi. Chỉ 3 lóng thôi nha. Hai lóng ngoài này thì giả chút này. Còn cái lóng bên trong này thì là màu nâu nha các. Màu nâu, màu nguyên zin nguyên bản theo cần. Vì ở đây nó cũng là màu nâu nè các, nâu đen. Đọt to, đọt 1.6 ly. Và trọng lượng của cần 51g. Cái này 5H nha các. 5H ráp vào thẳng tưng luôn, không lỗi lầm, không dập gãy gì hết ạ. Với lại nó có nắp chụp đôi đi kèm nè các. Dạ, nắp chụp đôi luôn. Và cần câu mã số 12 Ryobi 3m ráp khúc giá là 730.000. 730.000 mã cần câu số 12 nha các, có giá là 730.000 ạ. Cần câu tay Ryobi ráp khúc cho mình nha, 730.000 mã cần câu số 12. Và tiếp theo là mã số 13 nha các. 13 thì em cũng có một cây ráp khúc luôn, một cây cần ráp khúc cho mình. Và cây này có chiều dài là 2m7, chiều dài cần 2m7 ạ. 2m7 và đọt cần đọt nguyên zin luôn nha các. Cây này thì cần ráp vào rất là thẳng nha, vừa thẳng vừa nãy, cứng 4 cho đến 4.5H. đầu bua thì sẽ xoay 360 độ chống xoắn dây cho mình. Cần của hãng Quýt nha các, hãng Quýt hàng China xuất thị trường Nhật. Cánh tay cầm được quấn chỉ toàn thân ạ, quấn chỉ nguyên một đoạn cánh tay cầm này. Và đọt là 0.9, trọng lượng 51g. Cần câu mã số 13 nha các. Mã 13 cây 2m7 này sẽ có giá là 550.000. Cần câu mã số 13 cần 2m7 giá là 550.000 ạ. Tiếp theo là mã số 14. 14 thì có một cây cần tay 2m7 nha các. Cần lóng dài, dài 2m7. Thường cái tem này là của cái dòng Tokyo các. Cần cần rút nha, là một cây cần rút 2m7 và cần sẽ có tổng cộng là 3 lóng. Ba lóng cần riêng nguyên bản luôn, rất là đẹp các. Cây này cực kỳ đẹp. Đọt thì là đọt long phụng, đọt đặc tháp cho mình ạ. Carbon xoắn toàn thân này. Cây này nó xoắn dạng xoắn gân luôn các. Em rờ và em cảm nhận được cái vân xoắn của cần luôn. Cần xoắn cực đẹp cho mình nha. Chiều dài là 2m7. Và ngọn ra rất là thẳng vừa nãy này. Cây này thì được 5H nha các. Chiều dài 2m7, độ cứng 4 đến 5H vô tư. Đo cần 0.8 ly, trọng lượng là 68g. Và cần câu mã số 14. Mã cần câu số 14 giá của cây này là 620.000. 620.000 dài 2m7 nha các. 620.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 15. Mã 15 sẽ là một cây 2m7. Cây này là của Dawa các. Dawa nha. Dawa 2m7 có túi Dawa zin đi kèm luôn. Có nắp chụp nguyên zin luôn ạ. Có tem vàng cho mình đây. Còn này là còn rất khúc, cánh tay cầm quấn chỉ có nút cao su nè các. Hai lóng bên ngoài thì giả chút, carbon giả chút. Còn hai lóng bên trong này, nó có tới 3 lóng giả chút nha các. Như cây này thì 3 lóng giả chút. Còn cái phần ngọn nó là màu nâu đen nha, màu ngã nâu, nâu đậm. Vì cái viền này các, viền với lại cái phần vân ở dưới này nó cũng là màu nâu. Cần zin nguyên bản hết nha, zin nguyên bản không có thay thế lóng nào hết. Đầu bu thì xoay 360 độ chống xoắn dây ạ. Bọt zin luôn. 2m7 và độ cứng là 3.5 cho đến 4H, còn có 4 lóng tất cả. Đo 0.8, trọng lượng 58g nha các. 58g. Các con yên tâm nha, vì hôm nay đa số là cần khổ ngắn hết cho nên là không cây nào võng đâu các. Ra thẳng tưng đọt to hết này. Cám nó cũng là 3.54H đổ lên hết cho mình nha. Có túi, có nút đi kèm đầy đủ hết. Và cần câu mã số 15. Mã 15 giá của cây cần này là 690.000. 690.000 cần câu mã số 15 nha các. Cái giá là 690.000 ạ. Và tiếp theo là mã 16. 16 thì có một cây Olympic nha. Olympic và cây này chiều dài là 3m. Chiều dài cần 3m nha các. Cần Olympic dạng rắp khúc như này. Dạ, cần câu rác khúc. Và nó sẽ có tổng cộng là như là 3 lóng cơ. Đúng rồi, cần có 3 lóng nha. Dạ 3m6, có túi
không dài 3 mét chứ nhầm, 3 mét nha các. Và độ mới của cái này thì còn rất là cao luôn các, độ mới của cần khoảng tầm là 90% nha. Cần đẹp không lỗi lầm ạ. Đọt cũng là đọt nguyên zin theo cần, chiều dài là 3 mét. Độ cứng thì em đo được là 4H nha các. Độ cứng 4H, cánh tay cầm của anh chị có nút cao su ạ. 3 mét cứng 4H. Và đọt cần 0.9 ly, trọng lượng là 88g. Cái này thì có mã số là số 16 nha các. Mã cần câu số 16 giá 680.000. Cần câu có mã số là 16, có giá là 680.000 ạ. Và câu tay đắp phúc dài 3 mét, giá là 680.000 nha các. Mã cần câu số 16. Và tiếp theo số 17. 17 thì mình có một cây cần rút nè. Cái này thì phôi là phôi fit nha các. Phôi fit cho mình, cần tay rút. Những cái này đọt nó cực kỳ dẻo dai luôn các. Cần câu rô phi, câu cá giết hoặc là mương suối á. Đấy, rất là cảm giác với lại mình câu cả ngày không bị mỏi tay nha. Cần nhẹ, ra thẳng tưng luôn, độ cứng là 3.5H ạ. Độ cứng 3.5H. Và cây này nó có chiều dài là 2m7 cho mình. Chiều dài của cần là 2m7 nha các. 2m7, độ cứng 3.5H ạ. Cánh tay cầm cũng được của anh chị luôn. Và đo là 0.6 ly, trọng lượng 82g nha các. Màu sơn giả trúc, phôi phíp giả trúc. Và mã cần câu số 17 nha. Mã 17, giá của cần này là 190.000. Cần câu mã số 17 có giá là 190.000. Tiếp theo mã số 18. 18 là một cây của Apollo nha các. Apollo chiều dài 4m5. Cần câu tay lóng dài. Cái này thì cũng là cần phíp có pha carbon nha các. Nhưng mà tỷ lệ carbon thấp. Cần phíp có pha carbon dài 4m5 nè. Đọt mảnh, đọt 0.6 ly. Đọt 0.6 ly và cây 4m5 này có trọng lượng là 165g ạ. 165g. 5 lóng tất cả nha các. 5 lóng carbon xoắn. À không, cái này là fit pha carbon. Fit pha carbon, tỷ lệ carbon thấp. Độ cứng là 3H nha các. Ngọn ca tương đối thẳng. Cái này thì chỉ là câu cảm giác nhiều. Câu cảm giác là nhiều. 4m5, 3H, 3-3.5. Đọt 0.6 và trọng lượng là 165g. Cần câu này có mã số là 18 nha các. Cần câu mã số 18 giá cần là 250.000. Cần câu mã số 18 giá cần là 250.000 nha. Còn phíp có pha carbon dài 4m5 ạ. Mã 18 250.000. Tiếp theo là số 19. 19 mình có một cây Olympic nha. Cần cũng là cần rắc hút luôn. Olympic. Phần cánh tay cầm được quấn chỉ cho mình nè. Quấn chỉ nó có nút nha các. Này, có nút chụp với lại một cái túi đi kèm cho các. Và con thì có tổng cộng là 5 lóng, 5 lóng dài 4m2 ạ. 5 lóng 4m2. Phôi là phôi fit có pha carbon. Đọt 0.8, trọng lượng 185g, độ cứng là 3-3.5H ạ. 3-3.5H. Olympic nha, Olympic 4m2. Tất cả các lóng này đều zin theo cần hết các. Đều nguyên zin theo cần, đọt cũng là đọt zin luôn. Đọt 0.8, trọng lượng 185g. Và cần câu có mã số là 19 ạ. Mã cần câu số 19 giá 390.000. Cần câu mã số 19 có giá là 390.000 ạ. Tiếp theo là số 20. 20 thường có một cây Shimano nha các. Shimano xoắn X2 da dòng Hyperforce, chiều dài cần là 3m6. 3m6 thu gọn 1m và nó có tổng cộng 4 lóng nha các. Phôi pha carbon. Bắp thì sử dụng là dạng bắp Fuji FS6 bắt gập như này. Shimano xoắn X2 da, bắp Fuji FS6 bắt gập. 3m6 với lại khuyên đợt 3, khuyên cái khuyên đợt 3 của nó là khuyên Fuji xứ xích ạ. Fuji là xứ xích. Xoắn gần ít từ ngọn luôn nha các. Xoắn gần ít từ lóng ngọn. Và con này thì nó sẽ xoắn cả 4 lóng luôn nha. Xoắn cả 4 lóng, 36 mà ra thẳng tưng à. Để em báo độ cứng theo con tay để các anh dễ hình dung. Tính theo con tay thì 44.5H nha các. Ra thẳng tắp, chỉ nảy mỗi cái phần ngọn này thôi. Và đọt con 0.9 ly, trọng lượng là 102g. Và con câu mã số 20 nha các. Mã con câu số 20 giá bên này là 650.000. 650.000 cây còng tay chợ máy Shimano nha. 650.000 mã số 20.
Tiếp theo số 21 các 21 thì có một cây cần tây, dạng cần helium nha. Cần helium của Hàn Quốc. Cây này thì hàng về nó còn full hộp luôn, hộp này hộp zin theo cần. Mới keng chưa có qua sử dụng đâu nha các. Cây này chưa hề qua sử dụng luôn. Còn rất là đẹp. Nó có trong một cái hộp như này. Cần để mà mình câu, mình sưu tầm trưng bày á. Vì cái màu sơn đấy, màu giả chút cũng rất là sáng. Rất là sáng, rất là đẹp cây cần luôn. Vừa câu mà các anh đã sưu tầm trưng bày hoặc mình có thể đem đi biếu làm quà tặng nha các. Nó còn hợp và còn hợp với còn một cái túi vải luôn á. Nên gì không ngỡ lầm. Helium made in Korea, Hàn Quốc xuất nhập, chiều dài cần là 5m4 ạ. Dài 5m4 nha các, có nắp chụp này. Nắp chụp nguyên zin. Và 5m4 thì còn sẽ có 6 lóng. Có 6 lóng đầu bu xoay 360 độ chống xoắn dây ạ. Và hai lóng này thì lóng này lóng ngọn là đen trơn này các, lóng thứ hai này nó sẽ có một cái đoạn bên dưới này là nó màu giả trúc nha. Còn bốn lóng bên ngoài thì là giả trúc cho mình luôn. Mới keng không có lỗi lầm, không vết xước đâu các. Hàng này hàng sắp tay về chú qua sử dụng là căn cứ yên tâm ạ. Dài 5m4 và đọt cần sẽ là 0.8 ly là 0.8. Và trọng lượng, trọng lượng thì để đo lại nha các. Cái này còn hộp này, còn túi, nắp zin thì còn đầy đủ hết. 5m4 và trọng lượng là 138g nha các, 138g. Và cần câu mã số 21, giá của cây này là 1.150.000. Cần câu có mã số 21 nha các, giá là 1.150.000 ạ. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha. Chào tạm biệt các bạn ạ.